Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một bộ sản phẩm, đó chính là bộ tuyo điều hòa sử dụng cho dòng xe Hyundai Grand, xe 5 cửa. Đây. Sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ. Với cái bộ tuyo điều hòa này thì nó sẽ bao gồm là hai mã. Một mã của nó thì nó gồm là đường hồi. Đường hồi thì nó sẽ bắt từ dàn lạnh ra lốc. Đó. Và nó kết nối với một đường phin để chúng ta bắt vào dàn nóng. Và một tuyo nữa là tuyo của đường cao, cao áp. Chúng ta sẽ bắt từ dàn nóng và vào trong dàn lạnh. Và đây là cái mã của sản phẩm. Với cái tuyo đường cao thì nó sẽ có mã OM là 97762B4000. Đây, hose là tức là ống, ống dẫn ga đấy. Đó, anh em nhìn đây là dây xịn sò nhé. Vẫn còn niêm phong 100% của nhà máy. Tất cả đều có các cái tem này, các cái mã này. Đó, anh em nhìn thấy không? Cái để mà nói thì cái bộ này thực ra là chi phí nó hơi mắc một chút. Nhưng mà theo em nghĩ thì tất cả các cái chi tiết nó là zin theo xe thì bao giờ nó cũng sẽ tiện hơn độ chế. Nó cũng, còn nói chung là nó cũng sẽ tùy vào cái phần kinh phí của anh em nữa. Với cái bộ này thì nó, đây, cái mã đường hồi của nó sẽ là 97775B4100. Đường hồi này này sẽ có ống của đường hồi này. Đó, và nó sẽ có van tiết lưu luôn. Đây, niêm phong nguyên đai nguyên kiện nha anh em nhé. Chưa hề bóc tem này. Đó. Và van áp suất xịn luôn. Đây. Anh em nhìn thấy không? Đây là cái đường cao. Đây, đây là cái đường cao này. Đây là bộ nguyên bản mà. Bộ nguyên bản cho xe anh em nhìn nhé. Đó. Đây là của đây, đây là cái mã vạch để chúng ta cần thì có thể kiểm tra. Đây, tất cả các chi tiết anh em nhé. Đều 100% như theo xe luôn. Đó. Thì vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái bộ sản phẩm. Đó chính là cái bộ ống dẫn ga điều hòa của xe Hyundai Grand. Cảm ơn anh em đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.